Google chuyển ngữ từ tiếng Anh. Các loại người theo ba. Chấm. Ba vị thầy. Ba vị thầy là ai? Ở đây, một vị thầy nào đó đặt ra một sự hiểu biết về các ham muốn giác quan, nhưng không phải về các đối tượng của giác quan hay cảm xúc. Một lần nữa, một vị thầy khác đặt ra hai điều đầu tiên nhưng không phải điều cuối cùng, và cuối cùng có một vị thầy đặt ra một sự hiểu biết về cả ba điều bây giờ ở đây một vị thầy bậc nhất được hiểu là một vị thầy đã đạt được trạng thái xuất thần thuộc về thế giới của hình thức một lần nữa vị thầy bậc hai được hiểu là một vị thầy đã đạt được thiền xuất thần thuộc về thế giới của vô hình cuối cùng vị thầy bậc ba được hiểu là một vị thầy đã giác ngộ hoàn hảo đây là ba vị thầy ba vị thầy khác là ai ở đây một vị thầy nào đó đặt ra linh hồn là một cái gì đó thực sự và vĩnh cửu trong cuộc sống hiện tại cũng như trong cuộc sống tương lai một lần nữa một vị thầy khác đặt ra linh hồn như một cái gì đó thực tế và vĩnh cửu liên quan đến thế giới này nhưng không nói như vậy đối với bất kỳ sự tồn tại nào trong tương lai cuối cùng một vị thầy nào đó không đặt ra nó như một thực thể thực tế và vĩnh cửu liên quan đến hiện tại hoặc cuộc sống tương lai ở đây vị thầy bậc nhất được hiểu là một vị thầy duy trì học thuyết về thuyết vĩnh cửu một lần nữa vị thầy bậc hai được hiểu là một vị thầy duy trì học thuyết về thuyết hư vô cuối cùng vị thầy bậc ba được hiểu là vị thầy giác ngộ hoàn hảo đây là ba vị thầy khác chấm google chuyển ngữ từ tiếng anh các loại người theo bốn chấm không phải là người tốt hơn không tốt chấm một người tốt chấm hơn người tốt sao người như thế nào không phải là người tốt ở đây một người là kẻ phá hoại mạng sống lấy của không cho sống lệch lạc trong dục vọng nói dối đắm chìm trong sự hưởng thụ rượu mạnh rượu lên men và chất gây say đó là người được gọi là người không tốt người như thế nào không tốt hơn người không tốt ở đây một người tự mình là kẻ phá hoại mạng sống và thúc đẩy người khác làm như vậy tự mình lấy của không cho và thúc đẩy người khác làm như vậy tự mình hành xử lệch lạc trong vấn đề dục vọng và xúi dục người khác làm như vậy tự mình nói dối và xúi dục người khác làm như vậy tự mình đắm chìm trong sự hưởng thụ rượu mạnh rượu lên men và chất gây say và xúi dục người khác làm như vậy đó là người được cho là không phải là người tốt hơn người không tốt người tốt là người như thế nào ở đây một người nào đó kiêng sát sinh kiêng lấy bất cứ thứ gì không được cho kiêng hành vi sai trái trong vấn đề khoái lạc giác quan và cuối cùng kiêng đắm mình trong việc hưởng thụ rượu mạnh rượu lên men và chất gây say đó là người được cho là người tốt người như thế nào là người tốt hơn người tốt ở đây một người nào đó trong khi bản thân kiêng sát sinh khuyến khích người khác kiêng bản thân kiêng lấy bất cứ thứ gì không được cho khuyến khích người khác kiêng bản thân kiêng hành vi sai trái trong khoái lạc giác quan khuyến khích người khác kiêng bản thân kiêng nói dối khuyến khích người khác kiêng bản thân kiêng đắm mình trong việc hưởng thụ rượu mạnh rượu lên men và chất gây say khuyến khích người khác kiêng người như vậy được cho là người tốt hơn người tốt. Chấm, Google chuyển ngữ từ tiếng Anh. Các loại người theo bốn. Chấm, là ác. Chấm, nhiều hơn là ác. Tính tình dễ thương. Chấm, nhiều hơn là tính tình dễ thương. Loại người nào là ác? Ở đây, một người nào đó là kẻ phá hoại sự sống. Lấy của không cho. Cư xử không đúng mực trong các thú vui xác thịt là kẻ nói dối kẻ vu khống nói lời cay nghiệt là kẻ buôn chuyện tham lam có những suy nghĩ xấu xa là người duy trì các giáo lý sai lầm một người như vậy được cho là ác loại người nào là ác hơn là ác ở đây có người trong khi chính mình giết hại mạng sống lại xúi dục người khác làm như vậy trong khi chính mình lấy của không cho thì xúi dục người khác làm như vậy trong khi chính mình làm điều sai trái trong các thú vui xác thịt thì xúi dục người khác làm như vậy trong khi chính mình là kẻ nói dối thì xúi dục người khác nói dối trong khi chính mình là kẻ nói xấu thì xúi dục người khác nói xấu chính mình là kẻ nói xấu thì xúi dục người khác nói xấu chính mình là kẻ tham lam thì xúi dục người khác tham lam Chính mình có bản chất xấu xa thì xúi dục người khác làm điều xấu xa. Chính mình là người duy trì quan điểm sai lầm thì xúi dục người khác nuôi dưỡng quan điểm như vậy. Một người như vậy được cho là độc ác hơn cả kẻ độc ác. Người như thế nào là người có tính tình đáng yêu? Ở đây, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục lạc, từ bỏ nói dối từ bỏ nói lời vu khống, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời đàm tiếu, không tham lam hay ác ý, là người giữ tránh kiến. Người như vậy được gọi là có tánh tình đáng yêu. Người nào đáng yêu hơn người có tánh tình đáng yêu? Ở đây, với người tự mình từ bỏ sát sanh và cũng khuyến khích người khác ngừng giết hại. Chính mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác kiêng lấy của không cho chính mình từ bỏ tà hạnh trong các dục lạc và khuyến khích người khác kiêm các dục lạc khuyến khích người khác theo chánh kiến người như vậy đáng yêu hơn người có tánh tình đáng yêu